Brand sẽ thường ưu tiên những thiết kế mà có chất liệu mỏng nhẹ và thoáng mát nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thời trang, đúng không nào? Vậy thì chắc chắn ngày hôm nay mọi người sẽ không thể bỏ qua thiết kế mới nhất đến từ thương hiệu nhà Melia nhé. Thiết kế áo lần này sẽ có chất liệu là lụa vân sóng cao cấp. Nhìn gần thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái đường vân sóng nổi lên trên bề mặt vải như thế này, rất là đẹp mắt. Với dáng cổ V thì sẽ khiến khuôn mặt của chúng ta trở nên V-line hơn, và kèm theo đó là một dáng tay chuông được đánh bồng nhẹ nhàng để giúp cho đôi vai của các quý cô trở nên thon gọn hơn. Đặc biệt là khi mua thiết kế lần này sẽ được tặng kèm theo một phần đai cài nữa, nhưng hoàn toàn là mọi người có thể sử dụng đai hay mọi người serving đều được nhá, đa dạng phong cách và chắc chắn rồi sẽ dễ dàng kết hợp với rất nhiều các item khác nhau. Vậy nên nếu như các quý cô đã yêu thích thiết kế lần này đến từ thương hiệu nhà Melia rồi thì nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như có thời gian thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.